biết tất cả cái vấn đề là thôi giới là như vậy mà trên cộng đồng nhân. Các bạn có thể có là mình có thể làm được cái cảm giác rất hoàn hảo của cái chuyện làm mạng không còn bao giờ lên chuyện làm mạng và nói rằng là khi đi làm được cái chuyện đó là làm mạng cái chuyện tiếp của chúng ta và cũng làm được gì hơn. Các bạn là nhà nội khoa và chỉ làm được vậy thôi, còn các bạn làm hơn nữa thì các bạn chỉ nội khoa nội khoa cái máy cái bài cái học cái gì cái gì học cái bài. Vậy thì cái việc học nội khoa các bạn để biết thì để các bạn học cái đó là cái đầu cuối càng càng tốt càng làm càng tốt. Hôm trước chúng ta trước đây cũng có phát hiện khi học thì các bạn là tự nhiên còn việc càng tăng cái là tự nhiên mười một khi ra cái được sinh lý càng suy giảm thấp. Vậy thì trong bài này bạn sẽ phải tự đặt ra cái việc mà có suy giảm thấp hay là suy giảm thấp và tắt khi mà bạn không phải làm ra vấn đề đó các bạn sẽ biết điều kiện đâu cũng thấy tháng là cả tháng rồi các bạn. Và cuối cùng cái đức vô mình chọn là cái phụ nặng là đức vô e đó các bạn. Giai đoạn cuối của cái chuyện tắt về người dân số một cái chuyện nặng giai đoạn cuối luôn. Nó làm được gì hơn các bạn? Cái bài này lúc nào phải học học rất là ít, gần như là cái kiến thức của mình và những cái gì nó đọc được ở đây các bạn sẽ thấy là đọc rất là chán, nhưng mà khi các bạn đi lúc mà sau đại học ra trường rồi không phải sau đại học nữa mà anh vô tình anh đi ví dụ một cái học viện khoa học ở Thành phố Hồ Chí Minh anh được nghe đúng luôn đấy, được nghe đúng luôn về cái bài này và có cũng trên tổng quát ở đây những cái bài có đúng luôn trên mạng thì các bạn cũng có khen lên nha. Các bạn đã lấy rất là nhiều tài liệu liên quan cho nên là các bạn sẽ tham khảo từ đây vừa cái bài của cuốn thương và cái bài khác của các bạn. Như vậy thì để các bạn có được cái vấn đề cơ bản, nắm được cái vấn đề cơ bản của các bạn để học lại về sinh lý của những cái tài liệu luôn các bạn, những tài liệu. Và cái thứ hai là cơ chế sinh lý bệnh thường hay học một kiến thức này là cái bản cơ chế sinh lý bệnh. Các bạn khi mà giải quyết được cái vấn đề đó thì bạn sẽ thấy cái màu lợi còn các cái chương trình cái chu kỳ đó ra bạn sẽ thấy màu lợi còn đó màu lợi là này thì các bạn còn sống bệnh lý bằng cách được còn sống bệnh lý thì bạn sẽ làm thay đổi hiện tiết của mình một cái điều kiện của mình là vậy các bạn. Rồi thôi thì được khi mình tắt rồi là tắt của bệnh thần mạng thế bạn đặt nó là bệnh thần mạng hay là suy thần mạng thì hiện tại về ngôn ngữ là bệnh thần mạng đủ chính xác. Nhưng gần như tất cả Việt Nam của mình đều di suy thận mạng cho nó dễ các bạn quen cho nghe suy thận mạng rồi nên các bạn thường thường suy thận mạng cũng không có ai là các bạn nhưng mà thật sự chính xác là bệnh thận mạng bạn anh nè các bạn thấy lúc là di suy thận mạng đó là bệnh thận mạng tại vì này là suy thận mạng cũng bệnh thận mạng là suy thận mạng ha. Các bạn sẽ có chỉ định học hành cấp cứu thế nào để học hành cấp cứu thế này bắt buộc và bắt buộc này dẫu cho các bạn không phải là cái ngành chuyên về học các bạn biết được bệnh nhân của các bạn khi nào học hành cấp cứu cơ nhân về để làm cấp cứu và như vậy các bạn cũng nghe đọc một ngày chỉ được từ phòng cho các bạn như thế nào. Thì các bạn biết cái cái thận của các bạn nha, cái thận của các bạn nó nằm ở vùng thắt lưng đúng không? Thắt lưng ở trên của các bạn sẽ có những cái vấn đề liên quan tới các cái cầu thận ống ruột trên, ống ruột xa quanh lên cho các bạn cũng có như vậy thì các bạn có thận sẽ xen kẽ vào trong đây. Cái bệnh lý liên quan đến thận là liên quan đến trước thận, tại thận và sau thận. Vậy các bạn nhớ lúc nào cũng vậy, thấy mà ha, bất kỳ một bệnh lý gì mà không dùng gan cũng vậy ha, trước gan, tại gan và sau gan, trước thận, tại thận và sau thận. Vậy nguyên nhân tại thận của các bạn là có tổn thương tại cầu thận, tổn thương tại các ống thận các bạn, hoặc là tổn thương ống thận cho cái gì nguyên nhân này, tức là bạn được một cái diễn biến của bệnh.
rồi trong các cái quá trình mà nó tu luyện cái vấn đề sinh lý của cầu phật sẽ không cho các cái axit amin đi qua các bạn, không cho các cái tạo đi qua. Nên là sự các bạn sẽ thấy mình sẽ có một cái xét nghiệm để đánh giá để có tổn thương phật giai đoạn đầu thưa các bạn, đó là đánh giá cái micro amin liệu. Bạn nhớ như cái này nha, để bạn xác định bệnh nhân của các bạn có tổn thương cầu thận giai đoạn đầu chưa có tổn thương lại lại bằng xét nghiệm thông tin cứ tiện được rồi, nhưng ai có nguyên liệu của bệnh nhân là có rồi các bạn tăng trên ngưỡng của bạn, lúc đó các bạn phải xài thuốc để các bạn dự phòng và bảo vệ cái cầu thận này. Nên các bạn khi đã có cái ai có nguyên liệu cái bệnh nhân cầu thận bình thường nó vẫn sẽ cho ít cái tăng nguyên liệu qua chứ không phải còn lại cho các bạn chúng ta gọi là protein sinh lý, protein sinh lý. Rồi bình thường các bạn được đi qua đường trên 180 nghìn ra cái gì thì nó sẽ đi qua cầu thận, nó sẽ chỉ ra 70 nha, bạn tùy bạn. Rồi các bạn sẽ thấy là chủ yếu là nó sẽ liên quan tới các cái natri ra các bạn và tán phun kali, nó liên quan tới cái chuyện nó thải các cái hạt cám ra và hấp thu lại số ba từ để làm đường mang các hạt cám từ co. Nó liên quan tới cái co từ các bạn rất là rất nhiều lần. Nó liên quan tới đây là tháng ba sẽ thải ra ngoài động thành ca cái số. À, nó liên quan tới một số cái cơ chế liên quan tới testosterone và cái casoprestin của bạn xem lên nha, nó không sao cái này. Rồi số đề cơ chế sinh lý bệnh, cơ chế sinh lý bệnh thì đây là một số từ một số cái cơ chế thôi đó. Ví dụ tại sao người ta nói là kéo 15 ngày sẽ dẫn đến khi làm bệnh các bạn như này, nhưng mà cái quan trọng nhất của cái béo phì các bạn không qua cái chuyện đó là nối lòng chuyển hóa này ở đây cái vấn đề dinh dưỡng của mình sẽ nối lòng chuyển hóa lipid và cắt cái lòng này và cắt cái thứ nhất đó là chuyển hóa lipid tăng lên, nhất là LDL sẽ gây ra hiện tượng viêm viêm các bạn, và chính vì hiện tượng viêm thì hoàn hóa được một cái gọi là sơ hóa và sơ hóa là cái cầu là sơ hóa dần dần và các bạn đó là cũng sơ hóa của nhân viên tiếp theo này. Cái thứ hai đó là nối lòng và đây đề kháng insulin, bệnh nhân có đề kháng insulin thì như vậy thì bệnh nhân sẽ tổn thương cầu thận, nó tiểu bắt đầu tiểu đạm các bạn, sơ hóa cầu thận ngày càng nhiều hơn nữa. Cái điểm thứ tiếp theo đó là các mặt hóa về các cái độ bất tăng của lòng cầu thận lên các bạn, rồi tăng các cái hệ thống về đi tăng cơ canxi tăng cholesterol và quá này lên là tăng huyết áp cũng làm tổn thương cầu thận nhiều hơn. Các bạn về tất cả những cái vấn đề liên quan tới tăng các cái chất sản phẩm chuyển hóa là tăng co mạch, tăng huyết áp và tăng sự cân bằng. Đó là giải quyết từ cái vấn đề béo phì hoặc là tăng cân ngay từ giai đoạn đầu luôn cũng tùy. Có rất là nhiều ca béo phì. Một năm cũng rất là nhiều ca, các bạn có nhiều ca trẻ khoảng 3 tháng tuổi thôi mà đã có rất là nhiều ca béo phì rồi. Vậy khi nào các bạn cần phải giải quyết và giải quyết từ sớm tới đấy. Những cái ca mà chưa có chưa lo thì hãy gia đình. Hôm trước là một bệnh nhân sinh năm 1999 có loại máu thì cũng nghe được luôn các bạn. Nào bệnh nhân có phải uống thuốc ngay từ đầu nha. Về cái vấn đề bệnh nhân mang đến các bệnh lý của cái còn lại của thận thì các bạn biết là vấn đề liên quan tới giảm thận của thận, vấn đề liên quan đến đái tháo đường, đái tháo đường được nhấn mạnh lắm các bạn. Bệnh nhân đái tháo đường các bạn phải theo dõi sát nha. Về cái vấn đề liên quan tới sơ hóa các cái bào thận các bạn, sơ của các bạn cơ. Nói là những áo của ơn sẽ gây ra cái tổn thương ca ấy vấn đề có thể phạm ơn ấy chứ là mạng như là cuối. Các bạn thấy có khi mà bệnh nhân của các bạn khi mà mạng kia là cuối thì có rõ rõ về các cái chuyển hóa canxi và phốt pho các bạn canxi và phốt pho tiếp gì cái hàng này canxi và phốt pho thì nó tăng chuyển hóa từ phốt pho và sẽ tăng cái FGF23 canxi như thế này và làm cái việc đó là cơ bộ là mặt và dày thịt cái và canxi hóa các cái mạch máu của bạn. Cái vấn đề liên quan đến canxi bị rối loạn canxi không co và bệnh nhân sẽ có tăng các đề kháng của bà mẹ bệnh nhân và tăng huyết áp của bà mẹ có cung cấp rất là cung cấp rồi và bệnh nhân của bạn sẽ có bệnh lý tim mạch đột tử và nếu khi các bạn đã có
một bệnh nhân tăng huyết áp thông thường thì bạn sẽ phải tập sử dụng theo pháp đồ tăng huyết áp. Nhưng đối với một bệnh nhân của các bạn khi nào có tổn thương thận mạch tăng về ăn ấy, về gan ăn đủ cứng thận mạch rồi các bạn cho xài ăn ba lần uống họ kiếm các bạn cho xài những cái thành pha không phải thông thường mà cái chế thành pha được gọi là ăn năm mươi mg mà nhớ không mà chỉ có cái thằng đó mới giảm được là như thế nào luôn. Và xài alat không biết một alat là ăn 30 mg thì như viên 30 mg các bạn này còn xài 6 viên ăn 30 mg hoặc là xài 6 viên này xài được mất luôn luôn đó không hả còn được cái nát còn được khoảng 160. Rồi vấn đề là liên quan tới ở tầng mạng giai đoạn cuối như vậy thì sẽ có sự có lọc về cuối nước tức là nó lọc về thì không có này sẽ có này các bạn sẽ thấy khi tầng mạng giai đoạn cuối các bạn sẽ có một biểu hiện quan trọng nhất là một chút của đen huyết và khi các bạn nắm các bạn nhận ra được những cái rối loạn này và cứ mỗi một cái rối loạn này bản thân các bạn phải đi làm khó có tất cả những vấn đề này. Không phải giai đoạn nào cũng có tất cả những thứ này nhưng những cái phần này là các bạn đối với những bệnh nhân giai đoạn 4, giai đoạn 5 thì các bạn sẽ thấy được chưa đầy đủ nha. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 các bạn sẽ thấy một số cái ví dụ như rối loạn về dinh dưỡng, rối loạn về tim mạch hô hấp thì chưa có các bạn ví dụ như rối loạn về tiết niệu, rối loạn về cơ xương khớp và đây là đi từ cá nha. Vấn đề liên quan tới dinh dưỡng như vậy thì bệnh nhân sẽ giảm cảm nóng và do tổn thương cầu thận thoát protein ra ngoài mất protein cả protein thông thường là tăng protein thì trong cái quá trình điều trị của các bạn nên các bạn thấy bệnh nhân của bạn phù rất là nhiều dinh dưỡng phù là phù dinh dưỡng không biết áp mình đi thấp các bạn đẩy đổ tăng protein vào dịch sẽ từ lòng tuyến ngoại vào đi vào lòng mạch các bạn không vào được cũng tắc các bạn sẽ đánh cái này các bạn cho cái chuyện điều trị giảm cảm áo cho mình được khi mà bạn mà giảm ăn nguyên hoạt động rất là khó chịu mà đổ gì không được các bạn truyền ăn nguyên gì quá không được ta thấy vừa đi chặn lại và điều này là hiểu rồi các bạn phải biết được các bạn đặt hàng dành cho người trường hợp các bạn chuyên dành cho người trường hợp hoặc là nhân các bạn là phải học một chút nghe thật vừa khi nghe người trường hợp các bạn chỉ có được truyền ăn nguyên một chai 50ml các bạn tiền là 900.000 một chai, triệu 8.000 ngày triệu 8 bệnh nhân xài thì không biết bao lâu các bạn à, cái này tôi tội nhất cái gì mà các bạn điều vào bao nhiêu ra bao nhiêu bạn nghĩ có cái phòng học nó đã bị lỗ rồi phòng học nó đã bị hư rồi các bạn phải tiền cho bao nhiêu ra bao nhiêu tiền điều trị điều trị khác thì có tiền về làm thế nào như đó các bạn thấy cũng chưa khó chịu cho nên hôm trước có ca đi về các bạn làm không có làm được gì không nhất là đang trong đó các bạn còn chiếc tổng thư đến trường là đạm tiểu 1 ngày lên 3 gram bệnh nhân đó 1 ngày đạm còn đạm tiểu khoảng 2 mấy gram á ăn cỡ nào đi nữa cũng không tùy cỡ nào đi nữa cũng nên không các bạn suy nghĩ dần dần là các bạn tăng natri, tăng tiểu muối, tăng nhiều nước. Bệnh nhân có các bạn sẽ rơi vào cái chuyện gọi là tăng huyết áp, rồi sau đó suy tim, rồi sau đó đột tử. Rồi tăng natri máu là chuyện mà rất là sợ của các bạn. Cứ mỗi một cái chuyện này mình sẽ giải quyết trong cái phần điều trị sau này nha. Cứ chuyện này các bạn hiểu cho tôi dễ nha. À, như vậy thì tăng natri máu thì sẽ ra tăng cái đó lọc nhiều. Thì các bạn sẽ giải quyết cái natri như này thế nào, tập cố như thế nào sau cái này là các bạn về cái giảm đạm máu này quên các bạn sẽ có một cái bài liên quan tới các loại đạm mà đạm viên sau đây là cái rối loạn mới rồi các rối loạn liên quan gì biết nó cái này rồi nha rồi, các bạn xem cái bài gì về rối loạn liên quan gì biết nữa rồi da viêm thì các bạn sẽ thấy sạm da nhưng sạm da không sợ được bạn không đáng sợ được bạn này thì mệt à bệnh nhân của các bạn sẽ bán đạo canxi bệnh nhân cảm giác ngứa và rối loạn các cái vấn đề nhất là liên quan tới đái tháo đường các bạn bệnh nhân sẽ bị rối loạn về thần kinh ngoại biên bệnh nhân ngứa và bệnh nhân có thuốc nào không biết thuốc nào để làm như
và những cái thứ mà nó được công nhận nha. Các bạn phải làm gì đúng được cái hướng này. Rồi vấn đề liên quan tới tim mạch, có nói là khác nhưng phải làm này. Trong đó tim mạch là liên quan tới một khu rơi huyết. Bệnh nhân các bạn thấy còn nhẹ tim mạch là người tim. Lúc này các bạn làm được một thứ nữa, như lao là tim không, ung thư là người tim không. Rồi viêm phổi liên quan tới do chuyện là sơ hóa phổi cả sơ viêm chứ không phải là do nhiễm trùng. Rồi viêm phổi là do nhiễm trùng và do bạn những chuyện nằm ở đây rồi. Ngừng thở khi ngủ, cái này hiếm trên lâm sàng ít người nào mà để ý, nhưng mà khi mà nó có ngừng thở khi ngủ thì các bạn bệnh nhân của các bạn đầu tử lúc nào bạn hay rồi mà không đi tìm không xem xét thì bệnh nhân của các bạn đầu tử thì lúc nào không đặc biệt. Mình nhất là người già già càng có loại tiền thở thì người càng già bệnh nhân ngoại viện không mắc thêm một chút covid huyết còn cái lo cái vấn đề của bạn thấy là mỏi mắt hoặc là xuất huyết não là di chuyển đột quỵ xuất phát từ cái chuyện mà đó loại covid máu xuất phát từ cái chuyện tăng huyết áp thì không tốt để các bạn phải nhận biết nha. Như cái bộ phận này rồi tiêu hóa thì liên quan tới tăng các cái chất làm yếu tố phá hủy và giảm cơ hậu vệ và cái tiếp bạn sẽ đánh ngay đấy. Bác sĩ trên lâm sàng sẽ sử dụng thuốc PPI rất là nhiều. Sử dụng PPI là cái PPI đó ở cái tiếp là thiết ra ở cái vườn đầu tông được. Như vậy thì khi ức chế vườn đầu tông thì các bạn làm vô con tự nhiên của các bạn sẽ không ăn được ra vào bệnh viện khi dưỡng giảm đạm nữa. À, không phải đơn giản nha. Rồi các bạn thấy bệnh nhân các bạn sẽ được sử dụng tăng niêm mạc dạ dày và trong đó tăng niêm mạc dạ dày là có cái gì mà biết rồi bệnh nhân của các bạn đã lọc xương xả lọc xương rồi và đẩy cái này vô cái cộng với canxi đã hấp rồi các bạn nằm trong xương đâu mấy năm rồi à. Thế thì thứ hai tăng mang nghe máu thì nó liên quan tới tăng nguyên lên tim lên. Các bạn, để cho nên bất kỳ một cái loại thuốc nào các bạn cho bệnh nhân mà khó khi làm này thì cuối các bạn phải đánh giá hết tất cả các vấn đề. Rồi bệnh nhân có xuất huyết quá thì phải liên quan đến là xuất huyết có thể là nặng thì các bạn điều máu vô thì các bạn sẽ thấy tăng lên tim. Bệnh nhân cũng có là khi dùng thiếu máu các bạn cũng sẽ tăng tiền máu vào và cái tăng cho bệnh nhân. Đây vấn đề là sự tăng cho bệnh nhân thì khi xảy ra bạn biết không? Tăng cho bệnh nhân liên quan tới sơ gan nhé. Thấy bệnh nhân của bạn sơ gan. Bệnh nhân của các bạn là suy tim, thiếu máu cục bộ cơ tim. Dạ. Bệnh nhân của bạn suy máu nhiều hơn, nhanh hơn cái chuyện tăng cho bệnh nhân đó. Bạn cũng có vấn đề là sự tăng cho bệnh nhân mà hiện tại các bạn làm về bệnh nhân. Rồi vấn đề tiếp theo thì bạn sẽ thấy bệnh nhân của bạn có dễ bị nhiễm trùng đều mà bạn có triệu chứng nhất là nữ có triệu chứng nam thì có thể là đi tiểu nhiều nhất thì bố mà nữ thì hiếm lắm các bạn nữ rất như nào nhưng mà cái này nó sẽ thúc đẩy bệnh phạm chi tiết hẳn hơn còn tiếp theo vô điều thì các bạn phải biết rồi ha thì cái đề nghị mới về thử nghiệm vô điều không cứ các bạn hỏi ha thì cả thế giới hiện tại không nhận cái gì mà liệu khi mà nha tiểu hiệu đi bằng nhỏ hơn 400 ml trên 24 giờ còn vô điệu là nhỏ hơn 100 ml trên 24 giờ à, nhưng mà 1.000 một bệnh nhân của mình chỉ thận đi điệu 400 ml thì các bạn sẽ quay vào cái một chút không biết mà nên tăng cao lên thì điều của các bạn ngày lúc nào cho lâm sàng cũng phải là lớn hơn hoặc bằng 1.000 ml các bạn trên 24 giờ. Nhưng mà đi kiểu như nghe mà cái đầu này. Rồi, các bạn có vấn đề liên quan tới nội tiết thì đó là kinh nguyệt có thể là đường kinh nha, đường kinh hoặc là đồng kinh, đồng huyết nó liên quan tới cái chuyện là khi mà tới huyết học bệnh nhân bị rối loạn thì các bạn còn một cái nữa đó là rối loạn về trong máu bệnh nhân có cảm thấy rối loạn về trong máu ức chế bị xương giảm tiết các yếu tố độc đáo như vậy thì bệnh nhân của các bạn sẽ có cái loại tiêu biểu như là mất kinh sự mất kinh nhiều quá ăn thì là thiếu máu nhiều hơn rồi rối loạn về dinh dưỡng vô
còn một cái liên quan của vị trí trái quên cường tạo giác là cường tạo giác thứ ba là như thế này. Cái thằng này là sẽ đi tay ngủ đấy là cường tạo giác này. Nó liên quan tới cái lòng của nó là chỉ có co cho các bạn. Sẽ đó mà sử dụng các gì các gì và đầu thậm chí là một cái đồ chiến học rồi bệnh nhân đó là một cái thần kinh lúc là hôn mê thì nặng đại ca trầm cảm và sẽ giúp trầm cảm như thế nào còn không biết nào nhỏ nặng và không còn vừa từ những cái việc đó là cái máu và có rối loạn giấc ngủ rồi về đau cổ và trầm cảm thì chung lượng luôn rồi vấn đề là cái cơ xương khớp thì đang hơi liên quan tới dinh dưỡng rồi đang hơi liên quan tới các cái chuyện là rối loạn các cái rồi dùng những nhúm máu rồi rối loạn liên quan tới các cái chuyển hóa da tim hoặc là amyloidosis đó là các bạn sẽ có cái triệu chứng của hút và sẽ nhận biết hút như thế nào nhiễm xương và viêm xương sơ mang hai cái thằng này nó có thể liên quan tới cái chuyện luôn là tăng cái beta hay là không globulin thì những vấn đề rất là nhiều và các bạn sẽ nói từ từ nhiều lịch thôi. Như vậy thì có một bài axit và là thì cái thằng của chúng tôi biết nó không liên quan đến thằng này các bạn sẽ thấy các bạn sẽ thấy rằng gì là toàn máu cơ là gì là gì máu cái vấn đề mà cái thiếu máu trên bệnh nhân bệnh nặng này các bạn sẽ thấy nha anh em để cho các bạn đọc thiếu máu thôi hoặc là các bạn thấy bệnh thiếu máu thì các bạn cũng làm ra từ có ví dụ như là có liên quan tới chủ yếu là do giảm cái immunoglobulin là yếu tố tạo máu thường gặp các bạn giờ đi trong cái bệnh thiếu máu là bắt buộc phải bù trong bài này bắt buộc phải bù nha rồi ví dụ như là các cái liên quan tới giảm các cái đời sống của hồng cầu liên quan tới vấn đề xuất huyết liên quan tới nhiễm hóa và sắt liên quan tới vấn đề liên quan tới tuyến cảm giác đường tuyến cảm giác các bạn sơ hóa rồi ví dụ như là các cái viêm mãn tính cũng không thể giảm sắt rồi các cái collagen và vitamin B12 giảm. Các cái thiếu máu của suy thận mạng là các bạn nhớ thiếu máu suy thận mạng là thiếu máu cầu đặc sắc tế bào nha các bạn. Các bạn sẽ thấy đặc sắc tế bào nhưng có những cái ca thì các bạn sẽ thấy tăng vitamin B, tăng vitamin B. Chú ý đến cái đó. Rồi cái này còn những tiêu hoạt các bạn xem thêm nha. Cái này liên quan tới rất là nhiều cho cái những cái nguyên nhân gây rối loạn gì đó cái thằng này gây ra nhưng khi đặt cái bệnh nhân đái tháo đường rối loạn về điện giải rối loạn về cấu trúc cơ tim rối loạn về các hệ thống thần kinh rối loạn về động mạch các bệnh lý về động mạch vành bệnh lý tim tăng cơ tim huyết rồi rối loạn về căng cái hoặc là các cái vấn đề liên quan tới dịch truyền của tim rồi. Như vậy tóm lại khi mà các bạn bản thân các bạn khi mà khám bất kỳ một bệnh nhân suy thận mạng nào cũng vậy ở trong cái bệnh án các bạn á các bạn sẽ đi bệnh án mỗi ngày đúng không cái là bệnh án quay lên đã lọc cho các bạn từ dinh dưỡng cho tới da niêm niêm mạc hô hấp tiêu hóa tiết niệu thần kinh cơ xương khớp huyết học nội tiết các bạn đi theo như vậy các bạn không có nhiều không bị bỏ sót bất kỳ bệnh nào cũng vậy bệnh tả mạng tính thì sẽ có liên quan đến toàn thân các bạn không đi tìm hết tất cả những cái vấn đề này là lỗi của các bạn nha. Bệnh nhân này anh rất là khó chịu bởi vì không làm được cái gì cho bệnh nhân hết các bạn bệnh nhân tên Lê Thị Lê nha sinh năm 1993 vào ngày 22/3/2018 mới đây thôi ngày cái hôm làm việc một ngày hai ngày đêm chào gì chào gì đau bụng và sao nào bệnh nhân ở nhà ha đau lòng nghỉ lên nốt và đau mọi người bệnh nhân có tự cắt cây chữ một ngày và ngày không cao hơn nữa là mà sao sao mà mệt mỏi thì thử thì đưa lên đi khám bệnh viện lần nào không chịu được thuốc gì trước đây đó nhưng mà cái này nó giống mà không biết
chiêm nhận là tỏ thân luôn. Thế nên bác thích bạn ra học bài những thuật biểu rồi ra thân thiết bạn ra. Rồi bác lâm thè làm hay nước cấp cứu và thấy là cái bộ đôi bia là 5.4 chứ không nặng của độ mà cho các bạn không gọi thiếu máu nha. Ta cứ biết học rồi 5.4 là nặng, dưới 4 ga là nặng đúng không? Như vậy thì ta cứ biết nặng, các bạn coi bao nhiêu lượng máu là bao nhiêu nha. Lượng máu là bao nhiêu tùy theo mức độ của bạn. Rồi SCH, SCB bình thường, bạch cầu tiểu cầu bình thường, CRP bình thường, có những đồ không hết các bạn ạ. Đó là viêm màng gan, viêm có đau, đau hạ vị và được cắt. Nhưng mà CRP bình thường, bạch cầu không tăng. Tự nhiên có URE thì có 212 mg để xử lý đó là KD là 11.2 mg để xử lý và KD là 1.8. Đó là các cái câu hỏi tổng cộng có 10 câu hỏi nha các bạn, 10 câu hỏi các bạn đặt ra là biết là đề chính thôi, nhưng mà câu hỏi của tôi thì quên rồi. 10 câu hỏi các bạn đặt ra trước một bệnh nhân có tăng về tim máu, 10 câu hỏi và bắt buộc phải đặt ra. Rồi ai đặt câu gì, ai đặt câu gì thì lấy đi cho các bạn đặt không? Bạn sẽ đặt câu gì? Các bạn đang có câu hỏi đầu tiên đó là mang về đi nặng đẹp không? Không, cái gì ta? Không. Bởi vì với mức rồi đi đi mà ure đó thì các bạn sẽ đem bệnh nhân ra làm này. Có máy không? Lọc bằng cố. Câu đó chắc là đặt ra nha. Tại vì tăng ure vừa tăng về đi đi bệnh nhân có thiếu máu mà. Rồi, nghe các bạn phải đặt cho người con họ sẽ đặt vào bệnh này chứ không con đúng không? Tắt hay ngoài hay là đợt tắt khi đồng hạn. Bệnh nhân sẽ bắt đầu ngay luôn. Những bệnh nhân mà đến cấp cứu nhập viện thường là rơi vào đợt tắt khi đồng hạn. Còn bệnh nhân tắt bệnh nhân phải có việc ngay hàng ngày nhiều hơn. Còn bệnh nhân mà đến một khác thường là sẽ tắt khi thầm mạng. Các bạn rồi phần định nghĩa, định nghĩa ở bên phần này định nghĩa là có thường về cấu trúc và chức năng của thận từ 3 tháng trên 3 tháng các bạn và có ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân khi thầm mạng được phân loại trở nên từ những nguyên nhân và chia ra và bộ lọc của thận và các cái acumen các bạn sẽ có tỷ lệ là acumen điểm các bạn acumen điểm CCA chỉ tử co C này D này A là đây là ba vấn đề liên quan đến chuyện này và các cụ phải làm để xác định chuyện này. Như vậy thì bất thường về cấu trúc của chức năng trên 3 tháng các bạn trên 3 tháng. Thì các bạn đang hỏi bệnh nhân của các bạn là bao lâu rồi? Bệnh nhân này nói mới thì không biết nha, mới phát hiện lần đầu cho nên không biết là bệnh nhân này chỉ là tác hay là tác chỉ là này hay là chuyên tập mạng nha. Như vậy thì các bạn những chuyên tập mạng chỉ là tác chuyên tập mạng là sao các bạn? Tại sao phải đặt câu hỏi đó? Tại sao phải đặt câu hỏi? Vậy là tại vì tại theo em là phải phân biệt chiếc suy thận cấp sen mạng, thì sợ là suy thận mạng là trước đó là bệnh nhân đã bị lâu rồi nên sợ cách điều trị cách điều trị rồi nó sẽ liên quan tới điều trị
chính xác này ha. À, nhưng mà cái vấn đề mấu chốt hơn, rõ ràng hơn nữa đó là các bạn khi bệnh nhân rơi vào đợt cấp suy thận mạng, các bạn sẽ không phân loại mức độ suy thận. Bệnh nhân sẽ rơi vào cái chuyện gọi là tăng cái creatinin giả. Các bạn không phân loại chính xác được cái giai đoạn. Ví dụ như bệnh nhân rơi vào cái cơn hen cấp, các bạn phân loại là cơn hen cấp mức độ gì thôi, các bạn không phân bậc được hen, đúng không? Thì bệnh nhân đã trở về ổn định thì các bạn mới phân bậc được hen. Suy thận cấp này, suy thận mạng cũng vậy các bạn. Rồi. Các yếu tố bệnh nhân của các bạn là tổn thương thận kéo dài trong qua ăn có cái yếu tố của tổn thương thận gồm có ăn uống nhiều liệu trên 30 mg trong 4 giờ hoặc là hãy đi ăn nguyên tỷ lệ ăn nguyên trên creatinin liệu trên 30 mg trên gram. Như vậy thì mình sẽ làm đảm liệu 24 giờ, ăn nguyên liệu 24 giờ và creatinin liệu 24 giờ. Bệnh nhân có rối loạn đông máu, vân vân, các vấn đề này.
Rồi, bệnh nhân có các bạn sẽ có hiểu điều hoặc là vô điều. Bệnh nhân khi nào nặng bình thường một ngày người ta nói uống thuốc viên chống đau khi nào nặng về viên cái da này các bạn. Về viên của người ta là 1 trăm mấy nhưng mà mỗi ngày người ta chỉ 1.500 ml. Vậy một ngày nào đó bệnh nhân có nói hôm nay bình thường tiêu tiểu 1.500 ml, nay tiêu tiểu 1.000. Bệnh nhân đó bắt đầu đi giảm cái lượng tiêu tiểu, nhưng để đạt tới cái mức độ tiêu tiểu và không về các bạn nhớ cái nghĩa này nha. Nhưng mà đã đi giảm cái số lượng tiêu tiểu là phải chú ý rồi. Đây, trong cái giờ thực hành thì nếu như mà chưa thấy công việc, ví dụ như cái da này không thể công việc được cái thiên hành cắt hay là cắt thiên hành này thì anh sẽ cho công nhân theo dõi liên tục trong vòng 3 tháng tiếp theo các bạn, 3 tháng tiếp theo và để xem xét lại cái tình trạng của thiên hành cắt. Còn trong cái giờ đó đến ngày thẻ ưu tiên dưỡng cấp cứu, còn công việc sao nếu khi mà cắt một số trường hợp nhất là khi hành cắt trước phòng và thấy lên đi 11 cho thấy nhưng có nguyên nhân tắc nghẽn gì đó thì vô hiệu hoặc giải quyết nguyên nhân tắc đó ra mặt luôn các bạn, ngày những ngày hôm sau thì bệnh nhân đi xuống mặt hồ luôn. Anh nói ví dụ nha, một cái ca hôm trước vợ bệnh nhân đang 76-77 tuổi vào viện với một cái chuyện gọi là bệnh nhân có thỏi kẹt nhiều lần ở hai bên, thỏi kẹt nhiều lần lúc hai bên luôn các bạn, bệnh nhân đó đi tiểu ít, nhưng mà có nên là đái tháo đường nên là tăng huyết áp. Ai cũng nói bệnh nhân đó thì là mạng, nhưng mà anh nói siêu âm thẳng thì bình thường, siêu âm thẳng thì bình thường các bạn, làm xét nghiệm về các chất cầu thì không thấy, nhưng như vậy thì mạng ở chỗ nào, cái chất mạng ở chỗ nào, và như vậy thì các bạn biết là anh nói ra kia anh sẽ biết anh bên ngoài chịu không, anh sẽ biết liền cái thật ở trong em đi, rồi như vậy thì đặt không nội soi các bạn, soi vùng chồng và thấy là không có làm được mũ hoặc không mà các bạn cái phần mũ đâu đó, như vậy là sẽ không có dấu hiệu gì cục sỏi đó mà ảnh đặt cái sọc và sọc chi chi bạn biết không? Để những người thì có mũ nó trào ra đóng các bạn và chức năng thận ngày hôm sau của bệnh nhân xuống người đang 13 tháng các bạn 13 mg trên đề đó xuống ngày hôm sau xuống còn 12, ngày hôm sau xuống còn 10. Bạn biết mới bây giờ biết bơ đâu, nói ăn để biết liền bên kia đi thôi, nó không là bệnh nhân chắc chắn sẽ suy thận luôn bên kia đó. Và đấy, rồi anh sẽ cố gắng giữ sớm rồi sử dụng cái kháng sinh luôn các bạn, kháng sinh. Và các bạn biết là khi mà giữ luôn bên kia, một các bạn bệnh nhân các bạn rơi vào ngày hôm trước các bạn sẽ cấp anh nói rồi đó, bệnh nhân khi mà cấp thì đều sau đó bệnh ra giai đoạn 3 triệu để khi tiểu 8 đến 1 ngày, đổi dịch 1 ngày 8 đến 1 lúc, đổi dịch đó các bạn 1 ngày 8 đến 1 lúc thì tăng huyết áp thì đái tháo đường đổ bình thường giải áp được rồi tăng tiểu độ cao trong 3 ngày tới 5 ngày rồi chứ ta hiểu về đi xuống còn mấy ngày khoảng 10 ngày sau rồi về đi xuống còn 1 tháng mấy các bạn thì nó xuất hiện khoảng 1. Nếu các bạn điều kiện chắc ta là nhân viên chỉ thật mạng cái đoạn cuối liền các bạn coi luôn á. Đây, chưa để vấn đề các bạn chỉ được cái cách cố, được có cửa gọi công việc về cái chuyện khi thật tắt hay là tắt khi thật mạng cái đoạn này. Đừng chọn nha, giờ hỏi các bạn cái câu hỏi. Còn chuyện là bệnh nhân tiếp theo là xét nghiệm trong vòng, dù như trong vòng 7 ngày bạn sẽ làm tiếp cứ khoảng 48 giờ bạn đọc lại cụ đề đi ha. Các bạn sẽ xét nghiệm xét định tổn thương cho chuyện tắc hay là tắc khi thần mạng dựa vào các cái vấn đề mẹ nói đó UV về tiêu tiền chạy đồ về lý tỷ lệ UV về albumin tiêm cho về tiêu nhiên liệu các bạn có thể lấy tầm là bình thường và đốt tiền hay là bạn ăn uống tiếp đều được hết nhé. Một chút xíu mình sẽ nói với bạn một loại gì ha. Rồi cái câu hỏi như vậy câu hỏi đầu tiên mình đặt ra là anh sẽ có về và cắt cái mạng được nha, cắt cái mạng được, nếu mà mạng thì anh sẽ ngồi từ từ anh sẽ biết rồi, còn nếu mà cắt thì anh sẽ biết được thì cần làm uống không, làm thành tập uống không để cho xong nhé các bạn, cho xong rồi như
phải đi đọc tiêu chuẩn đây là các cố gắng theo từ chữ y mà có a e i o u nha, hàm ý nguyên anh. A là acidosis, cái này là con tiểu hóa không đáp ứng với điều kiện nội khoa, cái đây là con tiểu hóa đáp ứng điều kiện nội khoa rồi, đọc không? Không nha, không. Tiếp theo chữ e là bị giải, nghĩa là tăng kali máu không đáp ứng với điều kiện nội khoa, có loạn nhịp trong tâm thần, có biểu hiện tê tâm trọng tối xuất tinh tim thì mới đây đọc, còn không có đọc. Mà này là các cái đặc chất của nhân gian sử dụng, ví dụ như là nhân khi mà bạn như là quý buồn trầm cảm ha, đấy thuốc gì đó là thuốc gì đã đọc được thì đọc thuốc đọc như bằng máy được nha, thuốc gì đọc được bằng máy thì mua. À, cái này là đặc chất các bạn như uống paracetamol hay uống cái gì thuốc cũ gì đó bạn đọc qua một bài đọc để bạn đem cho bệnh nhân đọc ha, uống thuốc cả ngày xong bạn sẽ hỏi câu uống nữa không? Mà sẽ bác hỏi câu đó nghe bạn. Rồi tiếp theo do là phù mỡ cắt không đáp ứng với điều kiện nội khoa, vừa về đến nitroglycerin của lòng, vừa về đến nitroglycerin của lòng luôn, bệnh nhân thở ngớp vậy đó các bạn, trong lúc lọc máu bạn đẩy trong vòng một tiếng đồng hồ bạn đẩy cái máu ra lấy nước và ngay lấy nước trong vòng một tiếng đồng hồ rồi đây chữ U là như vô hiệu, vô hiệu dòng nó không có cái nguyên nhân này, chưa có cái nguyên nhân này nhưng mà vô hiệu không đem đọc thì ngày hôm sau cũng phải đọc, hôm nay không đọc thì ngày hôm sau cũng phải đọc thôi. Đây các bạn kỹ coi các bạn, mình nên các bạn mà có khi tiểu một ngày thì đọc chất lên đúng không, thì nó cứ tăng tuổi theo như vậy, thế nào cũng toan, thế nào cũng tăng kali, thế nào cũng phục hồi học nước giữ mà đúng không. Giải A E I O U rồi, này là thông tư 20/2017 của Bộ Y tế về các thiết bị điện tử đọc mật và các thuốc. Cái đồ nha, rồi câu thứ ba cần đặt ra, câu thứ ba cần đặt ra nguyên nhân của khi làm mạng là gì, câu thứ hai đó là các bạn bệnh nhân chưa cần đọc cấp cứu hoặc là các bạn cần đọc cấp cứu cả lòng rồi, các bạn giải quyết nguyên nhân cấp cứu cho bệnh nhân rồi khỏe rồi nha, mới từ từ đi tìm nguyên nhân. Cái nguyên nhân là cái sẽ thúc đẩy bệnh nhân diễn tiến xấu hơn và diễn chết nhanh hơn, như vậy các bạn đi tìm cho được nguyên nhân. Các bạn có nguyên nhân trước và tại và tại sao đó thì các bạn đi làm các thông thức là học rồi nha, nguyên nhân trước và nguyên nhân tại và nguyên nhân sau đó. Ví dụ bệnh nhân đang uống mệt quá, nhất là bệnh nhân đái tháo đường, đường huyết người ta kiểm soát không tốt đó các bạn, mà một ngày người ta uống được ví dụ như khoảng một người ta nói là đường huyết nặng mạng thì bác sĩ dặn tôi là một ngày ít uống là bác sĩ khoảng ít thôi, nhưng bệnh nhân có bạn bị tiểu ngày 2 lít 3 lít, tại đường trong nước tiểu cao quá ra ngoài và phải khỏi cho được bệnh nhân của các bạn bị tiểu một ngày bao nhiêu ml lít thấy bệnh nhân khô xác định tôi chưa được những rơi vào một cách này đó chạy thì hết nha các bạn, nghe các bạn cùng điện vô ngay cái thời điểm đó là sẽ cái tăng cali máu tăng cali giả tạo bắt đổ dịch vào thì cali tự động nó mạng thuốc mà lo mình chuyển tiếp cali vào mà đổ dịch thì dịch phục hồi nha, cẩn thận nha, cái quan trọng là con biết số lượng đường tiểu của chân nha. Và nếu như mà nguyên nhân cứ thẳng thì người ta nói không có xài đại tiểu, nhớ như bạn nha, nguyên nhân trước thận là không xài đại tiểu, trừ khi đi chụp huyết, trừ nhé, trừ khi đi chụp huyết hoặc là sơ gan, sơ gan thì các bạn sẽ xài đại tiểu trong sơ gan, nghe
ăn chứ có bóng tên nha, để làm ăn giờ nó đúng phần. Rồi các bạn sẽ có nguyên nhân hại thần về đó, nội dung ấm thần, cầu thần, ấm thần hoặc là ấm thần là cái vấn đề. Ví dụ cái này là thường gặp nhất các bạn, nguyên nhân điện tử là thường gặp nhất. Và đi thì được nguyên nhân điện tử có hay không có, bệnh nhân của các bạn đã suy giảm miễn dịch khi tập mạng, đã suy giảm miễn dịch rồi, như vậy thì biểu hiện điện tử cực kỳ hiếm gặp. Các bạn thậm chí bạn cầu máu tăng thì các bạn sẽ xét nghiệm tiếp CRP. Cho nên trên lâm sàng về nguyên tắc thì các bạn sẽ không có làm CRP bắt cầu một lúc, nhưng những bệnh nhân suy thận mạng mà nhất là cái bệnh viện chỗ anh làm thì anh ấy hai giờ tập có sót và đạt được hai cái CRP và bạch cầu. Nếu bạch cầu không tăng các bạn sẽ không có bạch cầu tăng luôn, nhưng mà các bạn chú ý cái tỷ lệ đơn đô nha, đơn đô lên 80% các bạn cực kỳ chú ý nha. Rồi một cái vấn đề nữa đó là không tăng bạch cầu, không tăng CRP luôn, nhưng bệnh nhân có biểu hiện nhiễm trùng, biểu hiện sốt nhẹ ở mặt, làm cái rộng cách serotonin nha các bạn. Một cái test xét nghiệm đó khoảng 600 ngàn, nhưng cái đó là bệnh nhân cũng có vấn đề gì thì các bạn bảo vệ mình được. Cái điều thứ hai là các bạn cho kháng sinh ngay từ đầu sớm. Bệnh nhân ra là một của các bạn cứ bị giảm thì giảm mấy ngày thì mình sẽ chi tiết ngày càng xấu hơn cho cái nhiễm trùng đó các bạn hãy nha. Chú ý cái này rất là dễ bị bỏ sót. Rồi anh gặp trên lâm sàng nhiều trường hợp là liên quan tới ánh sáng các bạn, rất là nhiều trường hợp nên đã khi thành công và các bạn cũng tiếp tục xài cao mình chú ý cái này nha. Rồi bệnh nhân có thì mình tắt xa hoặc là có tắt nhãn như này ha, chạy đó chạy đó ha, vì tắt nó có phải chú ý tốt thì hình này luôn. Rồi đó nguyên nhân thứ thần tại đằng sau các bạn xem mà nha. Và cứ hỏi một cái nguyên nhân, ví dụ nguyên nhân trước thần thì các bạn có cái test xét nghiệm như thế nào để đánh đó là nguyên nhân trước thần, nguyên nhân tại thần và nguyên nhân sau thần, các bạn xem. Ở này nó rất là phiền phức. Nhiều quá ha. Đây, anh cần các bạn nhớ này hơn. Nếu nguyên nhân thường là có khi là này, đáy thông đường là đứng nhãn đầu này của hai sao các bạn. Rồi tạo ra đó luôn là thường là F. Cho nên tất cả những cái ca nào, những cái nhà nào của các bạn có đáy thông đường thì các bạn chú ý là phải xét nghiệm cho mấy cô nguyên liệu như mặt nha, để có thông đường thông đường. Còn một cái lợi lý nữa đó là những cái bệnh nhân mà chúng ta có đường khi mà đã có ai cô ăn nguyên liệu rồi thì sẽ thiếu nguyên liệu hoặc là thiếu là thông đường trên, nhưng lúc cứ khuyến cáo và bắt đầu bằng cái ước chế nguyên liệu mà cuối cùng cũng bỏ xài cái là thông đường không. Họ có chuyện lâm sàng rất là nhiều người gặp bệnh nhân đều xài các bác sĩ bên tim mạch xài về ức chế thông đường trên không thể bị bằng ức chế nguyên liệu mà anh không biết tại sao luôn. Rồi bệnh tật cho ta huyết áp, rồi viêm cầu thận, mình thở về viêm cầu thận nha các bạn. Mình sợ tập khó thận thì mình về phẫu thuật các bạn. Khi mà các bạn chẩn đoán một bệnh nhân mà có tăng huyết áp người trẻ thì bạn bắt buộc phải cho siêu âm bất ngờ là bệnh thận, siêu âm bất ngờ là bệnh thận không. Trên lâm sàng ít nhất là khám thì mình cũng phải đặt cái ống nghe vô trong cái cổ của ta nghe có tiếng thổi gì hay không nha. Thì mình nghi ngờ là có động mạch thận, vấn đề là động mạch thận đúng không các bạn, hẹp động mạch thận. Nhưng mà nói chuyện có chuyện ra nên hỏi rất là nặng, nhưng mà có tăng huyết áp nha thì mình cho cái cơ còn nặng quá các bạn cho cơ cái cơ cũng ra luôn thì làm gì giờ. CT scan nha, CT scan thận máu của bộ nha, các bạn coi cái này có hay không có. Rồi bệnh thận đa nang còn một cái tăng tổng cộng quá thì trung bình một ngày anh gặp từ 1 cho tới 2 ca trên tổng 40 ca, 50 ca. Mình thấy là đường mạch đa nang rất nhiều các bạn, của người đường nang cũng bằng ngang. Rồi bệnh cũng cho rằng là bệnh thận bẩm sinh, viêm thận mô kẽ hoặc là viêm thận có phúc chất cao, nguyên tính HIV thì cái này là các bạn làm những gì cũng biết nha. Các bạn là hạ ghét. Rồi, như vậy
cái câu hỏi thứ tư cũng do cái câu hỏi thứ ba về câu trả lời, nhưng phải đặt câu hỏi trước. Bệnh nhân của các bạn có nguyên nhân là gì thì những nguyên nhân đó nó sẽ không thúc đẩy bệnh nhân rơi vào suy thận mạng. Tức là làm tăng cái nhân làm tăng diễn tiến của bệnh nhân trong suy thận mạng. Nhưng mà yếu tố thúc đẩy là cái gì thì các bạn phải tìm cho nó ra. Yếu tố thúc đẩy thường nhất là nhiễm trùng, thường nhất là thiếu máu, thường nhất là sử dụng thuốc, các bạn là những ăn uống không tốt, ăn đường tiểu đường đường tiểu không tốt. Thì các cái vấn đề như phạm tại làm sao mà các bạn trả lời nhẹ nhàng những nguyên nhân đó thì đó là những vấn đề như là và sẽ không lâu giai đoạn ăn bằng không lâu giai đoạn trong những ngày đầu làm việc. Không có giai đoạn không có nghĩa là các bạn không tính creatinine, không tính creatinine, không có nghĩa nha. Không có giai đoạn là các bạn sẽ không đưa vào cơ bản, các bạn để được đó. Cái này là vấn đề cần thiết các bạn nghe nha. Nhưng mà các bạn phải làm tính ra cái creatinine để các bạn làm gì mà cho thuốc. Còn bệnh nhân các bạn nghi ngờ cái viêm phổi trên hoặc là nhiễm trùng tiểu trên là suy thận mạng, vậy thì cái bệnh nhân đó creatinine là bao nhiêu? Bệnh nhân đầu tiên đó các bạn cái ca trong ngày đó creatinine 11 gặp đi ra cái đề gì đó, vậy thì creatinine bao nhiêu các bạn tính ra được? Còn bạn chỉ ra bạn tính cái điều gì các bạn biết này đúng không? Như vậy thì tính cho các bạn biết là con phát sinh liền bao nhiêu. Anh nói ví dụ bởi vậy của chị viêm màng vai, viêm màng vai nát thì trước mình nói đó là ciprofloxacin đúng không? Ciprofloxacin là cái cầu ciprofloxacin. Như vậy thì các bạn xài thường các bạn xài 1 viên nhân 2, 5 gram 1 viên nhân 2 đúng không? Nên cái ca này thì các bạn xài 1 viên nhân 2 là các bạn đẩy cardio động thận nhanh hơn nha, còn nhanh hơn nữa bạn biết bạn chỉ xài được 1 viên trong vòng 24 tới 48 giờ thôi. Thì nếu các bạn thấy nhiễm trùng nặng thì bạn cần thêm 4 tiếng và cái nhiễm trùng nhẹ hơn là 48 tiếng nha. Một viên mà uống 48 tiếng mà uống lại rồi về trên các vấn đề về thuốc các bạn phải tham khảo bất kỳ những loại thuốc nào bạn kê ra để coi bệnh nhân đang suy thận giai đoạn nào, xài như thế nào. Anh nói ví dụ bệnh nhân hôm trước cái bệnh nhân creatinine mà từ 11 gram trên decilit mà xuống còn 9 gram trên decilit á, bệnh nhân đó bạn biết là bệnh nhân đó đang điều trị có tiền sử nhồi máu não, đang có đường tăng huyết áp, bệnh nhân đó tắc phù đột nhiên mà phù cái chân bên trái, phù chân bên trái thì khá chắc 99% là bị tắc ở mặt sau của huyết khối, do huyết khối của bệnh nhân gãy tại mặt kia đó các bạn đúng không? Thì sẽ gây phù chân. Như vậy thì cho siêu âm xong rồi ra huyết khối, rõ ràng là huyết khối rồi, bệnh nhân nó đang xài cái aspirin. Nhưng mà các bạn biết bác sĩ tim mạch qua nó là bệnh nhân này phải xài kháng đông rồi xong rồi giải thích với gia đình đó là cái lông quay tóc các bạn biết không, heparin tự lượng tự thấp xài cái thằng đó. Như vậy thì liều bao nhiêu và đắn đo, bạn xài cái thuốc kháng đông hay mới không được trong quy định rồi, nó an toàn trong quy định rồi. Tiếp theo là các bạn phải xài Lovenox bắt buộc, bác sĩ nói qua giải thích sao anh biết nữa, gối đầu bị syndrome là kháng vitamin K nữa, giải thích sao cuối cùng á là người nhà không đồng ý xài, không đồng ý xài bạn biết cuối cùng xài gì hết anh cũng biết sao luôn. Cây gặp anh bà thì chị đứng qua nói chị hỏi giờ cái tính sao cái ca này, em nói bây giờ cứ xài luôn nó tại chị không xài hẳn như cái ca các bạn không dám xài, không xài luôn. Các bạn có học về hẳn như cái ca chưa? Sức khỏe anh nói cái chuyện của tôi mang các cái ca nha, tôi chạy đây này nghe được đi. Các bạn biết là người xài Lovenox xài ngày thứ nhất, ngày thứ hai đâu có tăng được cổ đâu, mà để bệnh nhân để 2 ngày là các bạn 2 ngày cũng xài được gì hết
thì xài ra với nóng đều và là đều không nữa so với đều thường. Để các bạn biết tới ngày thứ hai thì chúng ta đã nhận tính cái cặp này mấy ngày về cái nói chuyện bây giờ cặp này nếu mà không thường đó là khoảng 5 ngày chúng ta mới khói được cho về. Vậy nó không tan sao? Tan cho về luôn thì sao kìa? Các bạn biết ngay ngày hôm sau, ngày hôm ba mình khó tan thì cũng khói các bạn chứ mình chia sẻ. Mình muốn ăn, mừng. Rồi cuối cùng các bạn dám xài xin cho. Mà biết về xin cho, các bạn xài cũng xài xin cho các bạn cũng là cái liệu ở thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn cho liệu đã lắm. Ngày thứ hai lên 6 bộ phần 2, 2, 3, 7 là bộ phần 4 viên chủ nhật rồi hương không uống. Có một số người là 2, 4, 6 là bộ phần 4 viên, 3, 7, 1, 1, 8 viên chủ nhật là bộ phần 8 viên. Nó trở nó loạn cao cao lên hết trơn. Rồi thứ 2, thứ 6, có người thứ 2, thứ 6 là bộ phần 2 viên. Thứ các cái ngày khác là bộ phần 4 viên. Nó không có một cái mức độ nào liên quan tới sử dụng cái gì cho các bạn nè. Rồi ta các bạn sau sử dụng mỗi 3 ngày các bạn xét nghiệm DNA đạt từ 2 đến 3 tỷ số có quốc tế hoặc xét nghiệm BT á, BT 100 thì nó sẽ ra được cái lần này. Đạt được cái này bệnh nhân ngay cái ngày mà bác sĩ bên tim mạch qua khám xong cho bệnh nhân nói em có đầu xin ra một viên 4 mg, viên 1 mg nữa các bạn, 1 mg, có viên 4 mg, viên 1 mg, xài 1 mg, xài 1 viên, nó 1 viên mỗi ngày. Nói bệnh nhân này chỉ thằng này uống viên mỗi ngày là bệnh nhân luôn đó các bạn, rồi luôn á, bệnh nhân chưa có ra được thì có đồng là cái bệnh nhân tan cái mà máu xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa thì táo bón rồi. Các bạn thấy là bệnh nhân đang cảm cái nguy cơ này là đang đủ cái chuyện hết rồi mà đợi bệnh nhân để 2-3 này bệnh nhân về nặng cao mãi rồi nha. Rồi sau các bạn thấy u này cũng lắng nghe cái từ bệnh viện đặt từ 2-3 mới về nha. À, rồi bệnh nhân vô viện thì xuất huyết tiêu hóa hỏi nhanh sao mà cũng cãi thuốc lơ nào thì đó nha. Thôi lên tới 12 câu đã quá không trời cứ ăn đơn một phần hai viên như vậy để coi có thử luôn uống mỗi ngày. Rồi có phương trường hợp là đơn một phần viên 8 viên thì 4 viên ra cho 8 viên như vậy khỏi thử lại các bạn. Bạn thà là bệnh nhân đỡ chậm động chút còn hơn là bệnh nhân viên đây cứ thấy bệnh nhân trở lại với cuộc sống. Trên lâm sàng diễn ra là như đây là rắn to bệnh nhân tim mạch nặng và trong lúc thì khó chịu như vậy bệnh nhân cũng là rơi vào một cách nha cách đó là sẽ lọc máu nó cứu rồi nếu như mà không lọc máu nó cứu hoặc là bệnh nhân đó đặt lọc máu nó cứu xong rồi thì các bạn cũng phải giải quyết một số vấn đề liên quan tới đợt cấp của tim mạch nặng. Từ để đi gian như một cái khi mình thắt nó là thì này mình thắt gọi là kiểm soát được một số cái tối ưu hóa từ đấy các hệ thống về khí động các cái hệ thống rất là còn hơn các bạn phải điều trị còn hơn và các cái khí động còn hơn các bạn thông qua về các cái cuộc sức về các cái thành tích và các bạn sẽ còn lại khi còn tiếp các cái kế hoạch làm thì các bạn ngưng luôn các bạn chế đó là ngưng luôn. Nhưng mà đây ví dụ như bệnh nhân của các bạn khi thận mà đau quá thì chuyển sang cái bằng thuốc nào mà giảm đau và liên quan tới gan, truyền máu vào gan, gan nó xài tới là gan sẽ nữa. Cái này liên quan tới pháp lý nha, các bạn chỉ cần cho viên thuốc thôi, bệnh nhân đến thì chuyển tiếp tới chuyển thành giai đoạn cuối, cho viên thuốc thôi là đủ để các bạn đi học bò rồi. Các bạn biết anh sẽ có liên quan tới những chuyện và dị ứng mà chậm một tháng sau nó có biểu hiện của bạn tháng sau nên sẽ rơi vào cái việc là đặt mà một tháng luôn ha và dị ứng ngứa là nó sẽ đặt một tháng sau xuất hiện rồi các bạn sẽ cái điều trị thay thế thận các bạn nếu mà như vậy tức là
từ cái vấn đề liên quan đến những cái giải cơ quan này thì các bạn thấy cái đâu trường hợp đó là bệnh lý tim mạch có lỗi tim máu của sử dụng tăng thêm các bạn bệnh nhân được sử dụng tăng thêm và rơi vào cái trường hợp cắt rồi đó tình trạng mà tăng thêm đường cao đó trong trường hợp bệnh nhân rơi vào cái trường hợp cắt sử dụng tăng thêm đường nào rồi bệnh nhân có quá tải quá nặng các bạn có thể thấy đấy như là uống nhiều quá các bạn uống nước nhiều quá rồi là để uống ít quá các bạn sẽ hạn chế uống nước và bạn sẽ tiểu ra rồi các bạn nhưng mà cần thiết ăn uống như này tập ăn uống siêu lòng rồi bệnh nhân có hạn canxi thì hạn canxi tạm cương hay thường cương hay ung cương thì các bạn hạn canxi các bạn sẽ học nha sẽ học thêm mà rồi tăng kali máu thì bạn có năng vấn đề là biết được quan tế kali máu chúng ta nói nha ưu tiên hàng đầu đó là canxi gluconat và một con đó là tim mạch pha loãng tim mạch trong vòng 5 phút và bạn có thể làm lại nếu như mà cái gì đó đồ còn đủ loại thì nhiều rồi các bạn sẽ xài insulin và sử dụng ăn cho biết nha ăn cho biết và sử dụng đủ đơn vị insulin tác dụng nhanh rồi các bạn pha với gluco thì cho nó tràn và có gluco 10% và gluco 20% và gluco 30% như vậy thì các bạn đối với bệnh suy thận mạn các bạn còn đang như nước các bạn xài càng ít nước càng tốt nha càng ít nước càng tốt giống như cái ca hồi cái câu chuyện cái câu chuyện đó đây thì cái câu đó là kali 4.8 kali 4.8 các bạn như vậy thì có lạnh mình ăn kali 4.5 là có lạnh rồi thì sử dụng cái insulin thì cũng cái lúc cô càng có là hiểu ra các bạn sẽ có lợi hiệu đây là điều lợi hiệu hạn cali là cái này thì chỉ là ít cali vào trong bạn thôi gluco nó có xài là gluco 30 mg/150 ml các bạn pha với 10 đơn vị insulin nhưng có một số bác sĩ cho nó xài rất là máu xài bệnh nhân đang đái tháo đường mình biết đang đái tháo máy gì đó tại vì xài insulin cơ sở thì không xài insulin pha với gluco anh biết đi làm gì đó lên đường biết là đang đái máy chắc đái máy rồi các bạn sẽ có chế độ ăn dặn bệnh nhân nghe không được ăn bất kỳ trái cây gì hết cái này rất là dễ quên cho các bạn trong lâu dài bác sĩ nói người nhà sẽ quay cổ luôn bác sĩ không dặn điều dưỡng phải không dặn là bác sĩ không dặn các bạn có lỗi người ta quay lại người ta có thể thương các bạn về điều kiện là các bạn dặn dò người ta chế độ ăn nhớ nghe như vậy thì những bệnh nhân suy thận mạn bây giờ là chế độ ăn giảm cái thức ăn mà có kali một chút xíu thì có tốt hơn các bạn thức ăn đối với kali các bạn thức ăn nào nhiều kali thì giảm nha rồi các bạn cho mentolin ví dụ là cái gì một bạn ạ được không mẫu bạn được không được bắt bóng cái bạn bấm mấy cái ấy thôi chứ đừng bấm nhiều nó cháy cái giờ bấm nhiều quá nó cháy nó bắt đầu làm nào mà mình quàng và tay cái này rồi còn tiểu hóa cái này rất là dễ quên luôn nữa là không biết vô bệnh nhân đó chỉ như bệnh nhân hồi nãy á cái đầu hàng đó cái bệnh nhân cũng rê để đi tiêm chạy thì thôi ta lọc cái máu đi không chịu lọc cái máu cả để xuống cái tập đi đi lạnh rồi các bạn nhìn thấy cái là đối với cái con chuyển hóa thì các bạn biết là để hạn chế là chất ngay là có chỉ là sử dụng cái đi cặp con các bạn chú ý cái này nghe có chừng bệnh nhân của các bạn đang sử dụng đi cặp con át hoặc bệnh nhân đang có các bệnh mạng bằng xài các bạn cần tìm nguy hiểm cho bệnh nhân nha bạn cố tình bạn đưa thêm canxi vào đúng không các bạn đưa thêm canxi vào sodium đi cặp con át này cho nên những cái trường hợp mà có chuyển hóa trên nền bệnh nhân có phù hộ quá các bệnh mạng và đại bằng khỏi lợi có và chuyển tiếp bằng canxi cặp con át cái này sẽ là đồng tiền là tập cứu á chứ còn để mà điều trị là đi cho hàng ngày nó xuống thì bệnh nhân đang truyền đi cho insulin truyền cho phụ hộ chữ nữa bạn lúc đó tôi chưa đào ra một phòng và nãy cái gì vô cái đào ra một phòng luôn khỏi lại và thứ hai thì luôn khỏi nó là cái kiểu luôn các bạn rồi đi qua tới đó là chuyển hóa thì canxi
có sáng máu và giảm canxi máu. Có thể giảm canxi máu này thì các bạn sẽ ví dụ cái những canxi vào là ok rồi ha, các bạn biết canxi rồi. Rồi các bạn thấy cái tăng magie nữa là nha, tăng axit uric, tăng axit uric thì như mình nói nãy chỉ định của tăng axit uric là ure trên men tăng hay là ure trên tăng gọi là một lượng ure rất cao đó chỉ định bằng phẩm. Nha các bạn, ure này tăng cái axit uric đó. Các bạn nhớ nha, đây nè, axit uric trên hai tầng, bây giờ xin lỗi các bạn, tăng cái ure máu. Ure trên 200 mg trên decilit là bạn có thể được học nha. Đừng đợi mà bệnh nhân có hội chứng có đầy đủ hội chứng ure huyết thì có một ghi giá cho bệnh nhân hết nha. Rồi câu hỏi tiếp theo, hơn giai đoạn của bệnh này các bạn kiểm tra một cái nha để đi giải quyết một cái. Tự nhiên đang ngủ thì ngon một chút, khi gọi đột ngột khó chịu luôn. Ba, gì? Em bật kiểu tôi sợ chết rồi ba. Tự nhiên nhịp tim đập. Ví dụ như vậy nhẹ nhàng rồi, chỉ bật cái đó.